Tới cái lúc mà bé được đầy tháng, chị có tính xấu gì không? Khai thác tính xấu của vợ mình thì cũng nhiều hả? Sợ ít đi. Sợ ít đi. Điều xấu là đòi đi theo thôi. Đòi đi theo là sao? Đi làm á, rồi đi theo chơi, rồi đi nhỏ. Mặc dù là đang bầu 2-3 tháng mà người bảo là kiêng thôi, ở nhà đi, thích đi theo. À, ngén hơi chồng. Đấy. Thèm hơi đó. Một ngày không ngủ được. Vì lúc đấy anh đi quay ở Yên Bái này, xong rồi là quay ở Buôn Ma Thuột các thứ. Là lúc phải đi xe đò mà, thế là bà cũng đi theo. Ngồi đi theo ngồi xe mấy tiếng hồi vậy luôn? Ngồi xe mấy tiếng luôn, đang bầu luôn, bầu to luôn. Trời ơi, vậy là chị khỏe lắm luôn á, chị chịu chơi lắm luôn á. Chịu chơi, nhưng mà mình cũng vui vì có đi theo, nhưng mà mình cũng giận, cũng lo chứ. Ghét mỗi điểm đấy thôi. Có cấm đoán anh gì không? Không cấm, kể cả nhậu nhạt hồi xưa là cũng nhậu cùng đấy. Nhậu cùng rồi. Còn gì nữa trời? Tức là kiểu ta không quan trọng, không quan trọng đồng cảm đấy. Đúng vậy. Nhưng bây giờ thì có con rồi thì cứ điều cái là không đòi hỏi gì cả. Nhưng mà có cái là tuổi trẻ thì nó vẫn có cái sự khác nữa, cũng bảo vệ ý kiến, rồi là đôi khi là cũng tranh luận ấy. Nhưng mà rồi thì cũng biết mình sai thì sửa, nhưng mà không sửa ngay mà cũng phải cãi lại cho bằng được thì thôi. Không cảm được. Ok. Cũng hơi ghen tí thôi. Hơi ghen tí thôi. Lâu lâu và xin chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Các Ông Bố Nói Gì đang phát sóng trên HTV7. Yeah. Trước khi chúng ta vào cái vấn đề con cái á, mình nên hỏi tiểu sử của anh trước không? Anh chị đến với nhau như thế nào nha? Cũng quen nhau qua một người bạn, một người em. Cơ duyên là lúc đó bay ra Hà Nội để thực hiện phim Bão Ngầm. Lúc ấy Quang Hòa là ở miền Bắc gần 1 năm. Vợ Quang Hòa lúc đấy là đang kinh doanh giữa Hà Nội, Điện Biên, đi đi về về, cũng hai người cũng đi về về. Tức là cơ duyên gặp nhau ở Hà Nội. Rồi xe duyên ở đó thôi. Cứ làm công xong công việc lại hẹn nhau ở Hà Nội. Anh biết tin là vợ mình hai vạch rồi đó, cảm xúc của anh như thế nào? Cũng chia sẻ thật với khán giả với có cả... Có tính không? Đây, để anh chia sẻ thật. Bình tĩnh ngon quá, để cho người ta nói với chứ. Em còn hơn anh. Người ta không nôn, sao bạn nôn dữ vậy? Ủa, tôi là cái nghề khai thác câu chuyện mà tôi mới nôn chứ. Nhưng cái mà từ để người ta nói chứ. Con Hòa mong có con ra đây cũng phải gần 10 năm rồi. Tuổi này so với mấy bạn đồng lứa ở Hà Nội là cũng lớn rồi. Và các bạn ấy đã có 2 con rồi. Và mỗi lần mà đi về Hà Nội ăn Tết với gia đình chứ, mà đi chơi chung nhóm mà mọi người có đầy đủ con cái rồi, mình cũng chỉ có bạn cùng lắm là bạn gái thôi. Thì mình thấy cũng thấy hơi bị chạnh lòng không? Mà không biết là cơ duyên sao mà trời chưa cho, và nhiều người cũng khuyên là nên ra bệnh viện tác động đi, nhưng mà mình không, mình nhất quyết là phải tự nhiên trời cho. Nhưng mà rồi thì tiếng trời cho mình gặp phải cô vợ bé bỏng này, cho mình một thiên thần hạnh phúc thì không nói lên lời. Bé hiện tại bây giờ là đã được bao nhiêu tháng rồi? Cách đây 2 ngày thì mình mới tổ chức cho cháu đầy tháng. À, bé trai gái. Bé là bé trai. Bé trai. Đã được vui hơn là khi mọi người nói là giống bố yên. Mẹ để thuê. Công nhận á nha, biết là khi mà nói ra cái điều này thì đôi lúc mẹ sẽ hơi bị chạnh lòng, nhưng mà đàn ông nghe vậy thấy sướng. Sướng hơn, sướng, ông bà sướng đấy. Trước khi mà phát hiện có bầu ấy, bạn bè gia đình nhiều người cũng dọa trước là nào là vợ mang thai thì nghẹn ngén thì sẽ rất là khó tính, rồi là ăn uống khó chịu, rồi là mình chăm mình sẽ lên cân. Đúng là lên cân thật. Đây anh, đây đồng cảm không? Đồng cảm rồi đấy. Em giờ là em giờ là em khỏe rồi, con giờ 4 tháng mấy rồi khỏe rồi. Bây giờ phải khỏe. Anh mới mệt à? Anh là đang mệt từ từ. Anh còn 2 tháng nữa. Không, nhưng bây giờ nhờ như vậy, mình nhờ anh chăm sóc như bây giờ anh mới giảm cân lại. Chứ cái hồi mà lúc mà đang thai nghén anh lại lên cân. Anh thấy không? Thằng bạn em từ cái lúc mà tóc nó rất là dài luôn,
có con một phát một xong cái bây giờ tóc nó ngắn dần anh hiểu không? Trụi nó dần cái 5 tháng là rồi. Là nó trụi dần đó anh coi. Hồi trước ta cũng vậy chứ bộ. Vậy thì là trong lúc mà ngán á thì chị có thèm ăn cái món gì lạ không anh? Ôi bà ngán là hay lắm, đồ ăn vặt không à? Thích ăn mấy món ốc chua giết các thứ, nhưng mà bà bầu 3 tháng đâu được ăn ốc đâu, mình phải khuyên răn mãi, nhiều người khuyên răn mãi, phải lên mạng search ra xem là những cái món ăn nào mà người ta khuyên là không nên ăn 3 tháng đầu ấy, phải nói mãi mới chịu nghe đấy. Phải nói mãi mới chịu nghe đấy. Vậy là ngoài ăn uống ra thì mọi thứ còn lại là chị dễ hết, không có khó khăn gì. Vợ mình thì cái là mọi thứ còn lại rất là dễ chịu, tuy là nhỏ tuổi mà cũng nhanh nhẹn, cũng tìm hiểu, tìm tòi trên mạng, học hỏi các bạn bè đồng lứa, những người mà sinh trước ấy, khiến cho cuộc sống của vợ chồng hoặc con Hà cũng dễ chịu hơn, không vấp phải những cái mà mình đã từng nghe qua là lập gia đình có con dễ vất vả như thế nào. Cái quá trình sinh nở của chị có thuận buồm xuôi gió không anh? Vợ mình so với những bà mẹ đẻ khác cũng vất vả hơn. Vì là mới đầu là hai vợ chồng tính là sinh thường. Mở 8 phân rồi thì bác sĩ lại bảo là cu nó đang nằm tư thế khó. Nếu mà để sinh thường thì nó sẽ sợ ảnh hưởng sức khỏe. Nên là bác sĩ bảo là thôi thì sinh mổ đi. Vợ mình vừa phải chịu cơn đau nở sinh thường, vừa phải chịu mổ. Xong rồi lúc tiêm thuốc tê thì lúc mổ ra vẫn đau, xong rồi vẫn gây mê luôn. Là chịu 4 cơn đau luôn. Trời ơi, chị như siêu nhân vậy đó. Tại vì kiên cường quá hả? Kiên cường. Cái lần mà là vợ trai sanh bé đầu tiên á, bé búp á, cũng gây tê màng cứng anh. Thì em cảm nhận thấy là rất là đau rồi. Đau. Em nhìn vợ em đau mà là em còn rớt nước mắt, mà chị nhà của anh lại phải chịu tới cả 3-4 cơn đau như vậy. Gây tê xong rồi cũng gặp phải gây mê mấy mổ nữa. Vậy thì lúc mà mẹ tròn con vuông xong rồi đó, anh bế bé lên tay thì cảm xúc của anh như thế nào? Lúc ấy chỉ biết là hạnh phúc là đầu tiên nhìn thấy mặt con trai mình, và cũng lo lắng cho mẹ nó, không biết là mẹ nó bên trong kia thì sức khỏe như thế nào. Nói chung thấy là mẹ tròn con vuông là tất cả mọi thứ là đều ok hết, là okay hết hạnh phúc, nhẹ nhõm trong người, hạnh phúc mà nhưng chào đúng không? Trước tiên thì là chúc mừng anh, mà tiếp theo sau đó thì là em muốn hỏi anh, tại vì là những cái ngày đầu tiên khi mà là bé ra đời thì là em thú thật đó nha, tất cả mọi người đều hân hoan với lại khoảnh khắc đó. Nhưng mà những ngày đầu tiên những ông bố như chúng ta mà tiếp xúc với lại những cái thứ rất là mới mẻ thì trời ơi, nó khó khăn vô cùng luôn, là mình phải tập thay tả, nào là tập cho con bú làm sao cho đúng cách, rồi tất cả mọi thứ luôn. Thì anh làm quen như thế nào? Thì cũng như các ông bố khác thôi, mụ đầu. Mình thì tuổi đời kinh nghiệm khá rồi, nhưng mà kinh nghiệm mà chăm con thì mình vẫn là người mới thôi. Mình là con so mà, cách chăm con như nào mình cũng đều là sợt trên mạng, học hỏi kinh nghiệm của các anh em mà đồng lứa đi trước. Rồi lúc mà vào viện thì đúng lúc mà dịch Covid thì người ta không cho người nhà quá một người, chỉ được là một người chăm một người. Rồi hưởng luôn. Đấy là hưởng hết. Thế là vào vợ mổ thì tuần đầu tiên thì vợ chỉ nằm trên giường thôi. 3 ngày đầu tiên ý, mình là vừa cho vợ ăn cháo này, vừa là thay tã cho con này, vừa là pha sữa này, cho con uống sữa này. Nói chung là ABCDS là mình làm hết. ABCDS là mình làm hết. Cả đêm ngủ qua đêm cũng làm hết. Hay gì ta? Hay gì đó. Anh làm hết được kìa. Cho vợ đi vệ sinh là làm hết. Đó. Anh là hero. Thưa hồi xưa em chăm được phụ à? Em á? À? Không, bà nội làm không bà? Nhà anh cũng... Ứng dụng NetLove sẽ được ra mắt vào tháng 12, 2020 đây. Và hãy đến với NetLove nhé, nơi sẽ kết nối tình yêu. Có cả bà nội cả bà ngoại, nhưng mà bệnh viện không cho vào. Nhưng mà em thấy nha, chính nhờ như vậy hiện tại bây giờ là chắc là cái tay nghề của anh trong cái vấn đề chăm em bé là hơn cả ông bà luôn, đừng giỡn. Ôi rồi, bây giờ chuyên nghiệp rồi. Thấy chưa? Nè Tân, nói gì nói chứ, ráng đi Tân, cái gì cũng phải biết chút đi, chứ lỡ sau này ví dụ như là vợ đi làm, ví dụ ông bà cũng đi làm rồi rồi sao? Giờ biết thay tả chưa? Tỏ bình thường, tỏ bình thường. Giờ cho con bú là phải nhiêu độ? Pha sữa là như là anh biết đúng không? Từ từ bình tĩnh nha. Ok đi, bình tĩnh lắm, nó nói anh chậm độ trong cái em té ngửa nè. Anh dùng 40 độ gì đó. Chính xác đi. Thì 40 độ. 40 độ. Mình suy nghĩ là mình giả bộ thôi, mình diễn xuất cho bạn coi thôi. Diễn xuất rồi. Hay, mình tin cái sự diễn xuất của bạn. Trời ơi, mình tinh tế lắm bạn. Hiện tại bây giờ là anh vừa phải chăm vợ nè,
vừa chăm con là chưa kể nha, kinh tế gia đình nữa. Anh thu xếp làm sao? Trước một tuần trước khi đẻ, nửa tháng sau khi đẻ thì có bà ngoại bà nội phụ cơm phụ nước các thứ. Đó. Còn bây giờ thì hiện tại bây giờ thì hai vợ chồng là phải tự cán hết này. Lúc này cũng chưa bận phim nên là những cái việc mà vợ mình trước kia vợ mình làm như kiểu là rửa bát, nấu cơm, dọn nhà mình cũng làm luôn. Kể cả kinh doanh thì mình cũng vẫn phải làm duy trì thôi, làm hết, nói chung làm hết. Tự bươn trải ra. Bươn trải. Tính ra nha, nếu như mà là đàn ông ai cũng suy nghĩ như anh Hòa thì rất là tốt luôn á. Theo em thấy nha, ở thời điểm hiện tại bây giờ là còn rất là nhiều người đàn ông nghĩ rằng á nha, công việc nội trợ về ở phía sau á, gia đình á là phải gọi là của người phụ nữ. Người đàn ông chỉ có việc là đi ra ngoài kiếm tiền thôi. Ở thời điểm hiện tại bây giờ là với suy nghĩ như vậy thì là nó còn đúng hay không? Nó là cổ hủ rồi. Vì bản thân con Hòa lúc mà hai người chưa có bầu cơ, cũng đã ở với nhau gần năm rồi thì đã cũng đã chia sẻ là công việc gia đình rồi. Ví dụ như là vợ nấu cơm thì mình rửa bát. Đấy, còn mình giặt giũ thì vợ mình phơi đồ hoặc là gấp đồ. Kinh tế thì mình vẫn là chủ yếu luôn đấy. Cuộc sống hiện đại rồi, vợ chồng nó phải chia sẻ công việc thì nó mới hạnh phúc, mới giữ được lâu bền. Cái tháng đầu chăm bé thì em nghĩ là chắc sẽ phát sinh rất là nhiều chuyện luôn á nha. Giữa hai anh chị là chắc chắn là sẽ có mâu thuẫn. Đó. Vậy thì mâu thuẫn nó như thế nào anh? Và cách giải quyết như thế nào? Mâu thuẫn là điều không tránh khỏi. Kể cả lúc khi mà hai bà nội bà ngoại đi về chăm sóc gia đình riêng ấy, mình sẽ chăm buổi đêm, còn vợ sẽ thức dậy buổi sáng chăm. Đêm thì cháu quấy quá lại cần bú, lại không uống sữa bình các thứ. Rồi lúc mà sáng thì mãi không ngủ thì vợ cũng khó chịu. Đấy là xong rồi lại phải chia lại thời gian lại để cho sao cho hợp lý. Rồi chưa kể là cách chăm rồi ăn uống kiêng cử. Vợ đang chồng vun nẻo, mỗi người được tìm hiểu một ý kiến ấy, xong phải lại phải thống nhất lại. Rồi thì cũng trải qua 2 tuần đầu vất vả. Nãy giờ là mình cũng tâm sự cũng khá là nhiều, bây giờ tới một cái phần anh phải hứa với em là anh sẽ nói sự thật. Có sao nói vậy nha? Có sao nói vậy? Sao vậy? Đừng, không thêm không bớt. Đừng nói thêm nói bớt. Vợ tôi vô số tội. Ứng dụng NetLove sẽ được ra mắt vào tháng 12, 2020 đây. Và hãy đến với NetLove nhé, nơi sẽ kết nối tình yêu. Từ lúc yêu nhau, tới cái lúc mà là chị mang bầu, rồi xong rồi tới cái lúc mà sanh đẻ ra, rồi tới cái lúc mà bé được đầy tháng. Chị có tính xấu gì không? Khai thác tính xấu của vợ mình thì cũng... Nhiều hả? Sợ ít ý. Sợ ít ý. Điều xấu là... đòi đi theo thôi. Đòi đi theo là sao? Đi làm á, rồi đi theo chơi, rồi đi nhỏ. Mặc dù là đang bầu 2-3 tháng mà người bảo là kiêng thôi, ở nhà đi, thích đi theo. À, ngén hơi chồng. Đấy. Thèm hơi đó. Sao ngày không ngủ được. Vì lúc đấy anh đi quay ở Yên Bái này, xong rồi là quay ở Buôn Ma Thuột các thứ. Là lúc phải đi xe đò mà, thế là bà cũng đi theo. Ngồi đi theo ngồi xe mấy tiếng hồi vậy luôn? Ngồi mấy xe mấy tiếng luôn, đang bầu luôn, bầu to luôn. Trời ơi, vậy là chị khỏe lắm luôn á, chị chịu chơi lắm luôn á. Chịu chơi, nhưng mà mình cũng vui vì có đi theo, nhưng mà mình cũng giận, cũng lo chứ. Ghét mỗi điểm đấy thôi. Có cấm đoán anh gì không? Không cấm, kể cả nhậu nhạt hồi xưa là cũng nhậu cùng đấy. Nhậu cùng rồi. Còn gì nữa trời? Tức là kiểu ta không quan trọng, không quan trọng đồng cảm đấy. Đúng vậy. Nhưng bây giờ thì có con rồi thì cứ điều cái là không đòi hỏi gì cả. Nhưng mà có cái là tuổi trẻ thì nó vẫn có cái sự khác nữa, cũng bảo vệ ý kiến, rồi là đôi khi là cũng tranh luận ấy. Nhưng mà rồi thì cũng biết mình sai thì sửa, nhưng mà không sửa ngay mà cũng phải cãi lại cho bằng được thì thôi. Không cảm được. Ok. Cũng hơi ghen tí thôi. Hơi ghen tí thôi. Lâu lâu bà thấy các fan like hay là comment mà trêu trêu trên Facebook rồi thì cũng hỏi han ghen. Ai đấy? Nhiều khi mình nhắn tin với khách hàng buôn bán các thứ mình không muốn cho vợ biết, ghen nhiều quá thôi đây. Máy đây, mã số iPad đây. Đấy, có nhắn tin hay là comment thì để đấy tự đọc tự biết đúng không? Muốn gì coi đi. Đấy, thiệt đó mấy ông. Vậy đi, mình cứ chơi bài ngửa đi ha. Đúng rồi, đó. Nhưng mà đâu biết được rằng là lúc mà mấy ông chơi bài ngửa là mấy ông sót rồi. Không đi chơi bài ngửa. Ủa thì kệ người ta, quan trọng là phải để cho người phụ nữ của mình an tâm cái đã. Em tin tưởng. Thì cái gì tới là tới, thấy không? Đối với em thì có chuyện rất bình thường. Tại vì password hay là tất cả mọi thứ gì đó là em để công khai hết, bình thường em muốn coi gì coi. Mà ngặt cái là đâu hiện đại đúng không? Ngặt nam. Tới là vợ em trước giờ là không bao giờ kiểm tra điện thoại của em, và em ngược lại cũng vậy, của ai người đó xài vậy đó. Cái chuyện mà là của ai người đó xài nha,
lúc mà mình yêu nhau, quen biết chơi chơi rồi chả có vấn đề gì, nhưng mà khi về một nhà rồi thì kinh tế ai là người giữ anh? Bây giờ không phải là của ai người đó xài nữa rồi. Thì được bây rồi. Giờ khi mà làm xong về ai giữ tiền anh? Hỏi câu thì cũng chắc chắn là vợ giữ rồi. Đàn ông không nghe tao trên mạng tao nói hả? Khi mà đàn ông lấy vợ là trong túi đàn ông không có tiền. Chưa, hiện tại thì những còn tiền. Đúng rồi, tiền. Hiện tại bây giờ là vẫn song song, hai người cùng vun đắp xây dựng nhà, anh chưa có luật là vợ giữ. Từ từ anh. Cái gì thì là nó cũng sẽ tới thôi, quan trọng lúc đó mình chừng một đứa ra nữa là biết rồi. Anh, vậy thì lúc mà là chị vừa mới sanh xong á, anh chị kiên cử như lâu? Lứa đều quá anh. Lứa đều chứ gì nữa. Kiên cử phải hết tháng. Hết tháng? Vậy cũng được mà. Vừa mới đây đấy. Vừa mới quay lại gần đây đấy. Hèn chi thấy dạo này hôm nay tươi quá. Giờ tới cái phần mà là anh nên tự thú trước bình minh. Là tôi vô số tội. Anh tự cảm nhận thấy là mình có những cái tính cách gì mà là vợ mình không có ưa, mình nên thay đổi, thì anh có thể chia sẻ được không? Anh có bị gia trưởng không? Cũng hơi gia trưởng một xíu. Vì anh xuất thân từ ngoài Hà Nội, ngoài Bắc mà. Như ví dụ như là ban đầu mình cũng chưa hiểu lắm về cái vấn đề kiêng cử của người phụ nữ ấy. Mình vẫn muốn vợ mình nấu cơm thì mình thích ăn vợ mình nấu mà. Còn như cái phần mà liên quan đến nước thì mình sẽ phụ trách, mình không muốn là cô ấy chạm vào nước thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Rồi là nhiều khi mình khó nói quá. Không sao đâu anh, cứ từ từ anh đấy. Chăm con thức khuya nhiều quá, nhiều hay quên đấy. Hay quên sự kiện lắm, bây giờ chỉ chú tâm vào chăm con thôi. Tại vì á là em cũng từng rơi vào cái trạng thái này rồi, là khi mà là chăm con á, tại vì là bản thân mình phải ngủ không có đủ. Mình phải thức theo giờ của bé luôn. Đúng rồi. Là dù không muốn thì tự nhiên đôi lúc mình sẽ bị cáu gắt. Thì có bao giờ mà anh cáu gắt với lại vợ con như vậy không? Vợ anh chăm con không được thì anh mới cáu rồi. Thấy để nó khóc suốt. Rồi bây giờ xin mời anh ấy hướng lên màn hình nè, sẽ có một đoạn video clip dành cho anh. Hello, xin chào mọi người, mình là Linh, mình là vợ của anh Hòa. Và hôm nay thì có quay chương trình Những Ông Bố Nói Gì, thì mình cũng muốn chia sẻ một chút về cuộc sống hôn nhân của gia đình chúng mình kể từ khi có em bé. Bây giờ mình mới sinh xong và đang ở nhà chăm sóc em bé thôi. Và mình cũng muốn chia sẻ một chút. Vì từ khi quen đến khi yêu và kết hôn thì của bọn mình diễn ra khá là nhanh. Khoảng một thời gian là mình đã có em bé rồi. Và chồng mình thì là một người khá là hiền lành so với trên phim ảnh hay là các vai anh đóng thì là luôn là giang hồ rồi đòi nợ thu họ gì đấy. Nhưng mà ở ngoài thì lại là rất là hòa đồng, vui tính. Thật ra thì bọn mình chuyện tình cảm mà khá là suôn sẻ, không có quá nhiều sóng gió. Đối với mình thì sinh con đầu lòng ở tuổi mình cũng là khá sớm nên cũng còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng mà lúc nào cũng có chồng ở bên cạnh và có gia đình thì mọi chuyện cũng cảm thấy dễ dàng hơn. Thời gian chung sống với anh thì cũng được một thời gian rồi, và đến bây giờ có con thì mình thấy chồng mình thì cũng quan tâm đến vợ con, rồi ăn uống các thứ hàng ngày. Rồi được cái tính hai đứa này rất thích ham đi chơi giống nhau nên là có vẻ rất hợp vì điều đấy. Tật xấu của chồng mình thì chắc chỉ có là hay dỗi, rồi thi thoảng có chút nóng tính và đôi khi là hơi vô tâm, không để ý đến cảm xúc của vợ. Chồng mình thì là người khá là lãng mạn. Chồng mình lần đầu làm bố nên là thật sự thì cũng là rất là hào hức và luôn chăm sóc con. Nhưng mình thì thường đêm thì mình sẽ hay ngủ hơn để buổi sáng dậy trông con, thì chồng mình sẽ là người thức suốt đêm để chăm con. Hôm đấy lúc mình mới sinh xong thì mình do mình mổ nên là mình khá đau vết mổ, vẫn còn đang nằm, thì chồng mình có vào chăm ca đêm. Thì thật sự thì mình cũng không biết là do mình ít sữa nên là mình cũng chỉ cho con bú xong lại thôi. Nhưng mà mình và chồng mình cuốn con thật chặt vào, nhưng mà con cứ ngủ khoảng 10-20 phút lại dậy khóc. Mình lại trách chồng là do anh không cuốn chặt, nhưng mà thật sự hai đứa không biết là do em bé đói, bởi vì là chưa đủ sữa. Mới ngày đầu, những cái ngày đầu thì sữa nó về rất là ít, mà em bé thì cứ quấy liên tục. Mình thì cứ trách chồng mình là
Sao anh không quấn nó thật chặt? Chắc là nó động do bị giật mình nên là em bé không ngủ được. Chồng mình thì cảm thấy, mình cảm thấy chồng mình một đêm phải quấn em bé 7-8 lần liền, thực sự rất bất lực. Sau đấy thì ngày hôm sau thì bà ngoại vào chăm thì em bé lại rất ngoan, ngủ cả ngày. Thì mình có hỏi thì mới biết là do bọn mình cho em bé ăn quá ít nên là em bé chưa đủ no để mà ngủ. Cả đêm hai vợ chồng thức trắng vật lộn luôn. Thế là chắc là kỷ niệm nào mình nhớ nhất từ hồi chăm em bé. Mình muốn nhắn nhủ với chồng mình là nói chung có con thì nhiều khi là hai vợ chồng cùng quan tâm con thì đôi khi có thể là lại không quan tâm được đến chồng hay là đến vợ. Tức là cảm xúc của hai người dành cho nhau thì cũng sẽ bị hạn chế hơn, bởi vì phải lo cuộc sống và phải chăm lo cho con nhiều hơn. Nhưng mà dù sao thì khó khăn như thế nào hay là có cãi vã như nào thì mình vẫn ở bên chồng mình. Và mình cũng muốn gửi đến chồng mình là dù thế nào đi nữa thì em vẫn luôn yêu anh và ở đằng sau anh. Trời ơi, chốt một câu nó ấm lòng ấm dạ. Chốt một câu ngọt ngào quá hả? Tối nay chết rồi. Giờ vợ mình đã nói với mình quá nhiều điều rồi. Bây giờ anh có muốn nói điều gì với vợ con mình không? Giờ xin mời anh. Anh xin gửi lời chân thành đến vợ anh. Vợ anh thì lúc nào cũng luôn luôn muốn là anh, tại sao các anh Hoàng Anh, các anh kia đăng lên Facebook cảm ơn vợ đã sinh thành con các thứ. Anh không, anh cách thể hiện để trong tâm, chứ còn có nhiều trường hợp công khai cuối cùng vẫn gia đình vẫn tạch thì vẫn toang rồi đấy. Nói chung là mỗi người có cách thể hiện với nhau. Đúng rồi, mình không thể nào mà cứ bắt chước người ta được. Nhưng mà qua chương trình này anh cũng gửi lời cảm ơn đến vợ. Biết là vợ là người trẻ, phải có con quá sớm và lập gia đình quá sớm, mà hy sinh cái tuổi trẻ, tuổi còn chơi, đau nặng để đau cho anh một đứa. Cảm ơn vợ, cảm ơn những lời chia sẻ của vợ và những lời góp ý chân thành. Qua đây thì cũng sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và hiểu vợ hơn để hai vợ chồng mình vượt qua sóng gió ban đầu, giữ lửa cho tương lai. Còn đứa nữa là tính sao đúng không? Còn đứa nữa thì là chuyện quá nhỏ rồi, thì vượt qua đứa đầu tiên này. Việc làm sẽ chứng minh tất cả mọi thứ, chứng minh tình yêu. Không nói ừ. thì làm ừ. Đã làm thì đừng nói. Đúng vậy, tuyệt vời.